Bước 1, quét QR code hoặc truy cập link https://viettel.vn/s/htt. Nhập số điện thoại cần chuẩn hóa, bấm vào lấy OTP đăng nhập và đăng nhập. Bước 2, cập nhật thông tin ảnh mặt trước, mặt sau, căn cước công dân, ảnh chân dung. Bước 3, kiểm tra lại thông tin trên màn hình. Bước 4, bấm vào xem tại mục hợp đồng, đề tài và kiểm tra thông tin hợp đồng, sau đó ký xác nhận. Bước 5, nhập OTP, bấm xác nhận, kết thúc giao dịch.